Chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm một món thịt rất là ngon. Thì hôm trước là mình có nấu một bữa rồi, nên là ăn cả nhà mình ai cũng khen ngon, nên hôm nay mình sẽ quay video cho các bạn để các bạn làm theo để ăn nhé. Nhất là mùa mưa, mùa trời se lạnh á, ăn rất là ngon. Thì mình đi mua một ít thịt đây này. Mình mua ít thịt này về thì mình sẽ làm. Các bạn chọn những, một là thịt chỗ cái phần thân chuột á, hai nữa là những cái phần mà những kiểu mà đầu giòn á, ăn nó ngon, nhưng mà nó mềm, nó thơm, nó giòn ngon. Đây, ở hàng xóm nhà mình có một cái bà, họ bán tự làm cái mắm tép á, mắm tôm bà tự làm luôn, nên mình có mua bà một ít. Thì hôm trước mình nấu một bữa là ngon quá, nên hôm nay mình lại chia sẻ để mình nấu cho các bạn xem. Đây, đây mắm tép nhà nhà bà tự làm luôn, rất là ngon luôn. Nguyên liệu thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần mua thịt này, mắm tép này. Và các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành khô nhé. Hôm nay trời mưa nên là mình không đi chợ, đang quên mua hành, còn ít hành thôi. Các bạn bỏ thêm hành thêm một tí nhé. Bây giờ các bạn chuẩn bị một cái nồi nhé. Thì mình sẽ bật bếp lên. Các bạn đun nóng chảo cho mình nhé. Mình cho dầu ăn vào một tí. Các bạn thái hành vào cho mình này. Hành thì các bạn bỏ thêm tí nhé. Hôm nay mình không đi chợ nên mình hơi ít hành. Vì hôm nay mình cũng không định làm cái món này đó. Mà trời mưa nên là mình thôi, mình còn thịt trong tủ nên mình làm cái món này để ăn trời mưa. Các bạn phi cho hành nó vàng đều thơm lên nhé. Đây, hành bắt đầu vàng chín đều này. Thì các bạn cho thịt vào xào. Bắt đầu thịt vào. Các bạn xào cái phần thịt nó săn lại nhé. Các bạn nhớ là trong thịt mình không được cho muối hay mắm gì nữa nhé, vì cái trong phần tép của mình á thì nó đã hơi đậm rồi, nên các bạn cứ xào không thịt cho nó săn đã. Đây, phần thịt của mình đã săn lại á. Săn lại rồi thì bây giờ mình sẽ cho mắm tép vào. Các bạn cho cái phần mắm tép. Đây, mắm là mắm bà hàng xóm làm luôn nhá, ngon lắm, thơm. Nó thật cơ. Mình ăn mất hơn nửa hũ rồi. Bây giờ mình mới thấy ngon quá, mình quyết định quay. Hôm nay mình cho hết vào luôn.
Đây các bạn xem nó còn tép này, tép rất là nhiều luôn. Bà hàng xóm nhà mình làm là bà làm một hũ như thế này là bà bán 50.000 một hũ ấy. Làm tép nguyên chất và ngon nhiều nên là nó hơi đắt. Đâu nhờ các bạn cho vào chúng ta nấu thôi. Hôm nay hơi ít tép, ít mắm. Thì hôm trước mình cho hơi nhiều rồi, còn bỏ ít nữa. Bây giờ mình lên một tí đường nhé. Mình cho vào một tí đường. Bây giờ các bạn nấu cho cái tép, phần tép nó ngấm vào thịt nó ăn nó bùi bùi, nó thơm, nó ngon. Các bạn xem mắm tép nó đang sôi này, nó ngấm vào cái thịt đó. À, chồng mình bảo ăn cái này rất là bùi, thơm, nó ngậy lắm, ăn nó ngon. Đây, mình nấu cho nó khởi được, nó xin xít tí, nó chín thịt. Mình thì không phải là chuyên nấu ăn, nên là những cái món nào mình cảm thấy ăn nấu cho gia đình ăn ngon á, ngon thì mình chia sẻ video cho các bạn thôi. Mùi thơm rất là thơm các bạn. Cái này ăn các bạn ăn kèm với rau muống luộc hoặc là ăn nó rất là ngon luôn. Đấy, đặc biệt là mùa trời mưa, hôm nay mưa á, ăn cái này tốn cơm lắm. Đấy. Bây giờ các bạn cho nhỏ lửa một tí cho nó ngấm cái tép nhá. À, đây các bạn nhá, cái mắm tép của bà hàng xóm nhà mình làm nó thật, nó tự nhiên á, toàn tép ở đó nên là cái màu nó không được đẹp lắm. Còn cái mắm tép ở ngoài họ hay bán á, thì nó màu nấu lên nó đẹp hơn vì nó có màu á. Còn cái này là tép tự nhiên của bà luôn đấy, bà tự làm luôn. Ăn rất là ngậy, rất là thơm đấy. Tuy cái màu thịt nó không được đẹp lắm. Các bạn có thể thêm, nếu mà các bạn nêm nếm vừa ăn có thể cho thêm một tí đường cũng được đấy, cho nó dễ ăn hơn, dễ ngon hơn đấy. Được bắt đầu cặn cặn đấy, xíp xíp đấy. Thì mình sẽ tắt bếp. À, tép rất là nhiều luôn này, ăn rất là ngậy, thơm lắm. Cũng chín rồi, mình thử một miếng xem thế nào. Thử một miếng. Ngon. Nhưng mà các bạn nhớ là các bạn đừng mua cái phần thịt nạc nhá. Nạc quá, nhiều quá mà phần đó nó sẽ khô. Các bạn mua những cái phần như đuôi chuột hoặc là cái phần mà đầu giòn á, ăn nó ngọt mà nó giòn mà nó thơm. Hoặc là các bạn có thể mua bà chỉ cũng được. Ăn ngon lắm. Trưa này tốn cơm rồi. Các bạn nhá. Các bạn nhớ nấu để ăn vào mùa đông với mùa trời mưa nhá. Đây, cách nấu của mình là đơn giản luôn. Những cuộc sống hàng ngày của mình nấu như thế nào mình quay cho các bạn thế thôi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn nhớ ấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các cái món ăn tiếp theo hoặc những cái kiến thức của mình trong cuộc sống mình chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn.